Hello 500 anh em, mình là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu nhanh trong vòng 90 giây một cây búa đóng và nhổ đinh của hãng Quốc Pro. Cái cây búa này được làm bằng cán gỗ và cán của nó là General American Hickory, gỗ hồ đào của Mỹ. Đây là một loại gỗ chuyên dùng để làm cán búa và những cây búa cao cấp mới được sử dụng cái gỗ này. Hãng Quốc Pro. Đây là một cái búa đóng nhổ đinh với cái kích thước rất là phù hợp. Anh em thấy phần phía trước nó được tán hai con tán rất là đẹp và hoàn thiện. Người ta tán xong người ta mài lại, anh em thấy nó bằng đẹp ơi là đẹp luôn ha. Con này là 16 OZ là khoảng 300 hoặc là 300 gram, 454 gram. Dùng để đóng đinh hoặc là anh em dùng để nhổ đinh như thế này, đóng hoặc là nhổ đinh như thế này. Cán được sơn rất là đẹp, anh em thấy không? Được sơn đẹp và nó làm nhám nhám, anh em sẽ rất là dễ cầm nắm. Với mức giá chỉ có 169.000 cho một cây búa đóng và nhổ đinh như thế này, một mức giá vô cùng hợp lý luôn. Mã của nó là W041023. Anh em hãy tìm trên website của mình để đặt hàng. Cảm ơn anh em đã xem video này. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.